cầu sử dụng nhân lực trong lĩnh vực tài chính ngân hàng rất rộng, vì nhiều lĩnh vực khác cũng cần đến các ngành này. Với tương lai, ngành tài chính ngân hàng luôn muốn các doanh nghiệp và các ngân hàng luôn tìm kiếm nguồn nhân lực có chất lượng cao. Hiện tại Singapore có rất nhiều học viên theo học ngành tài chính ngân hàng, và hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu với bạn Học viện Phát triển Quản lý Singapore, đã được danh hiệu giải thưởng vàng DigiGate Trusted Brand năm 2001 do người đồng cấp châu Á bình chọn. Chất lượng giáo dục vượt trội của MBIS cũng được ghi nhận khi trường vinh dự nhận được các chứng chỉ EduTech 4 năm vào năm 2010. Có thể khẳng định rằng MBIS xứng đáng là lựa chọn hàng đầu của sinh viên khi quyết định theo học ở Singapore. Trường thường xuyên có các chương trình học bổng du học và hỗ trợ học phí cho sinh viên hàng năm, giúp nhiều sinh viên có thể thực hiện ước mơ bằng cấp quốc tế của mình. Là một trong ba trường tư thục lớn nhất tại Singapore, MBIS liên kết với các trường đại học danh tiếng của Úc, Anh, Pháp, Mỹ để mang lại chất lượng giảng dạy tốt nhất cho sinh viên trong đào tạo các ngành mũi nhọn như là tài chính ngân hàng, kinh doanh và quản lý, kỹ thuật, công nghệ thông tin, khoa học cuộc sống, truyền thông đại chúng, tâm lý học và du lịch và quản trị khách sạn, thiết kế thời trang. Sự thành công của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại MBIS là minh chứng cho chất lượng đào tạo tại trường. Là học viện phi lợi nhuận lâu đời nhất của Singapore, trường luôn đi đầu trong việc tái đầu tư ở giá trị thặng dư và cơ sở vật chất. Học tập tại trường, sinh viên có cơ hội học tập ở trong điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, 58 giảng đường tiện nghi, trung tâm thực hành công nghệ thông tin, trung tâm thí nghiệm khoa học đời sống, trung tâm thực hành kỹ thuật, hai trường quay truyền hình và phát thanh, trung tâm đào tạo khách sạn, phòng thư vũ và ba hội trường lớn. Ngoài ra trường còn có hiệu sách, căng tin, sân khấu ngoài trời, hội trường đa chức năng, phòng tập thể dục được trang bị đầy đủ, sân cầu lông và thư viện. Trường có hệ thống wifi toàn diện cho phép sinh viên truy cập internet ở bất kỳ đâu trong trường, và trường còn hỗ trợ việc học tập của sinh viên với các công cụ hỗ trợ trực tuyến như là Blackboard và công nghệ video gaming. Khu ký túc xá gồm 15 tầng có thể cung cấp chỗ ở cho 1.700 sinh viên. Ký túc xá mới của MDIS hỗ trợ sinh viên với mức giá hỗ trợ từ 10 đến 20% cho năm đầu tiên. Trường vẫn luôn khẳng định vị trí hàng đầu của mình trong số rất nhiều trường tại Singapore, khi mỗi năm số lượng sinh viên quốc tế theo học tại đây lên đến 2.000 người. Với sinh viên Việt Nam, con số hàng nghìn sinh viên đã tốt nghiệp và khoảng 500 sinh viên đang theo học tại trường. Hiện nay đã khẳng định sự tin tưởng của các phụ huynh và các sinh viên đối với chất lượng đào tạo tại trường. Mọi thông tin thắc mắc, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học hàng đầu Tân Đại Dương, chỉ có một địa chỉ duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Bình quận Nhất, hoặc là gọi điện thoại theo số 083-848-4879 để được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại.